Ok, tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cái cách đăng tải sản phẩm lên Shopee ở trên điện thoại. Đầu tiên các bạn cần phải tải ứng dụng này về và tiến hành đăng nhập. Ở đây thì tôi đã tải về và đăng nhập rồi. Tôi sẽ click vào ứng dụng để truy cập vào tài khoản của tôi. Ok, ở giao diện này thì tôi sẽ tiến hành click vào cái phần tôi ở phía góc dưới màn hình này. Rồi tôi click vào shop của tôi. Thì bạn chưa thiết lập những cái thông tin ở shop của bạn thì các bạn cần phải thiết lập đầy đủ ở đây. Hồ sơ của tôi, địa chỉ, tài khoản ngân hàng, đúng không ạ? Ngôn ngữ vân vân. Sau khi cài đặt xong thì các bạn quay trở lại. Đúng không ạ? Quay trở lại. Và các bạn tiến hành cài đặt cái vận chuyển này. Đó. Các bạn tích vào thôi. Và các bạn nhấn lưu. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành click vào đăng sản phẩm mới. Ở đây thì các bạn lựa chọn cái phần là hình ảnh. Thì tất cả những cái sản phẩm mà các bạn kinh doanh thì các bạn có thể lưu về cái phần thư viện, đúng không ạ? Rồi ở đây thì tôi lựa chọn một cái hình ảnh bất kỳ đi để demo cho các bạn mà thôi, đúng không ạ? Rồi tôi click vào đồng ý. Rồi ở phần này thì các bạn có thể chỉnh sửa được cái hình ảnh của mình. Và tôi sẽ để mặc định, đúng không ạ? Tôi click vào save. Rồi các bạn có thể thêm rất nhiều hình ở đây. Và cái phần tên sản phẩm nó phải có trên 10 ký tự. Mô tả sản phẩm thì có 100 ký tự, đúng không ạ? Và các bạn cần phải nhập đúng số ký tự ở đây, đúng không ạ? Tên sản phẩm. À, các bạn ghi rõ đây, có thể là mã A1. Rồi, đây tôi sẽ copy cho nhanh. Cái phần mô tả này thì các bạn cần phải mô tả chính xác về sản phẩm, lợi ích của sản phẩm, cũng như là những cái thông tin khác về sản phẩm, đúng không ạ? Nó phải có trên 100 ký tự nhé. Rồi, ok. Tiếp đến thì chúng ta sẽ click vào cái phần danh mục này. Đây là một cái bức tranh, đúng không ạ? Thì tôi sẽ click vào cái phần đó là gì ạ? Nhà cửa và đời sống, đúng không ạ? Rồi, tiếp đến thì click vào trang trí nhà cửa. Và đây nó là bức tranh thì tôi sẽ click vào khung ảnh và tranh treo tường. Rồi tiếp đến thì chúng ta có thể lựa chọn cái thương hiệu. Ở đây thì tôi click vào Glow Brand. Giá. Ở đây bức tranh này tôi muốn bán là 190.000. Rồi, hiện tại thì tôi có 10 bức tranh thôi. Rồi, cái này thì chúng ta không cần thiết lắm. Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ click vào phần cân nặng và chúng ta nhập cân nặng ở đây. Cái bức tranh của tôi nặng khoảng 300 g, đúng không ạ? Rồi, xong, ấn lưu. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ lựa chọn cái phần là kích thước đóng gói. Bức tranh của tôi nó có chiều rộng là 40, chiều dài là 60 và cái chiều cao ở đây thì tôi lựa chọn là 7 cm đi. Xong và click vào lưu. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lựa chọn cái phí vận chuyển ở đây, thì tùy thuộc vào cái nhà vận chuyển, đúng không ạ, mà nó sẽ có những cái giá khác nhau. Rồi tôi chỉ cần click vào lưu thôi. Mấy nhà vận chuyển này thì đang tắt, đúng không ạ? Rồi ok, tôi ấn lưu. Rồi, cái phần này thì chúng ta có thể lựa chọn hoặc là không, đúng không ạ? Các bạn đọc kỹ ở đây. Tức là chúng ta không có sẵn hàng thì chúng ta click vào đây, đúng không ạ? Chúng ta click vào đây, chúng ta lựa chọn cái số ngày. Đó.
Đó, để chúng ta có thể giao đến cái đơn vị vận chuyển, đúng không ạ? Bạn cần giao hàng cho đơn vị vận chuyển trong vòng 2 ngày, không bao gồm ngày lễ Tết và những ngày đơn vị vận chuyển không làm việc. Nếu hàng không có sẵn, bạn cần hơn 7 ngày để giao hàng thì bật chức năng đặt hàng trước, đúng không ạ? Ở đây thì tôi có sẵn. Rồi, click vào hiển thị sản phẩm. Và các bạn nhập đầy đủ những cái thông tin này cho nó chính xác, đúng không ạ? Nhập đầy đủ rồi, các bạn click vào hoàn thành. Rồi, đóng. Như vậy là chúng ta đã có sản phẩm cập nhật ở đây rồi. Đó. Và làm thế nào để chúng ta có thể xóa cái sản phẩm này đi? Nếu như chúng ta không muốn kinh doanh nữa hay là vì một lý do nào đó chúng ta muốn xóa đi thì chúng ta sẽ OK, thì chúng ta sẽ tiến hành click vào xem tất cả sản phẩm. Rồi chúng ta sẽ lựa chọn những cái sản phẩm mà chúng ta muốn xóa. Ở đây thì có một sản phẩm thôi, thì tôi sẽ click trực tiếp vào cái sản phẩm này. Rồi tiếp đến ở cái phần ba dấu chấm ở phía góc trên màn hình này thì tôi sẽ click vào và tôi lựa chọn là chỉnh sửa, đúng không ạ? Sửa sản phẩm. Rồi chúng ta kéo xuống. Ở đây có cái nút là xóa sản phẩm thì chúng ta click vào xóa thôi, xóa sản phẩm đi. Đó, rất đơn giản đúng không? Nó tải lại này. Đó, thì sản phẩm nó không còn nữa. Đó là cái cách mà chúng ta có thể đăng tải sản phẩm lên Shopee ở trên điện thoại cũng như là xóa sản phẩm đi. OK, xin chào và hẹn gặp lại bạn. Chúc bạn thành công.